Nhân sự kiện Menatech Cambodia đi vào hoạt động, đánh dấu bước chân đầu tiên trên thị trường quốc tế, Menatech miễn phí xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan AFP tới toàn bộ người dân Việt Nam. Thời gian từ nay đến hết 25 tháng 10 năm 2023, áp dụng tại hệ thống bệnh viện, phòng khám và dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi trên toàn quốc. Để nhận ưu đãi, khách hàng có thể đặt lịch qua 1. Các kênh online, fanpage Bệnh viện Đa khoa Menatech hoặc fanpage chi nhánh, website menatech.vn, app My Menatech. 2. Tổng đài 1900 56 56 56. 3. Đăng ký trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám hoặc văn phòng lấy mẫu. 4. Nhận tin nhắn tri ân từ tổng đài của Menatech. Xét nghiệm AFP có vai trò quan trọng trong đánh giá đáp ứng điều trị và theo dõi tái phát ở bệnh nhân ung thư gan. Bên cạnh đó, AFP còn là dấu ấn sinh học quan trọng trong tầm soát ung thư gan, đặc biệt trên những đối tượng có yếu tố nguy cơ. Nếu kết quả xét nghiệm AFP cao hơn bình thường, bạn nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa gan mật để được tư vấn. Thăm khám tại Menatech, khách hàng hoàn toàn an tâm bởi đội ngũ chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Hữu Nghị, tiến sĩ bác sĩ Ngô Chí Cương. Hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, chất lượng xét nghiệm đạt song hành hai tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189, 2012, CAP. Lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, phí đi lại chỉ 10.000 đồng cho mọi khoảng cách. Thời gian trả kết quả nhanh chóng, đa dạng hình thức trả. Đăng ký xét nghiệm ngay hôm nay, chủ động kiểm tra sức khỏe bản thân và gia đình.